sao thì chẳng chết. Nó kèo nó khó thôi. Hay quá, có trận bão là anh em kiếm được bữa sinh tồn. Đâu sừng đâu? Ốc làm gì có sừng. Đấy, cho nước ấm vào nó bò ra cho nó sạch nha anh em nha. Cả muối nữa. Ớt nữa. Mày bẹ nó cả móm nữa. Cả bẹt nữa. Còn bên này là cua. Đấy, cua núi đá đấy. Bún con luôn. Phòng bia nước cấm họ. Xé nó bông bông một tí nó giống giống. Cho ít ớt. Xàm. Xàm. Chơi rồi. Luôn, ai da, béo ca xịn sò. Chơi luôn. Ây da, bực luôn. Hát lên luôn rồi nhỉ. Đúng với ca xịn thật. Gia vị chấm nước. Mình chấm. Lấy mình ngâm đi, nó không hết bao nhiêu đâu. Bọn nó. Mình cho tỏ cho chanh nữa thì thôi rồi luôn. Tỏi chanh đâu? Chanh. Đập bóc báp rồi như nào? Ơi ơi phải đập cay lắm. Không chơi được đâu. Ông núi Lạng Sơn mời anh em nhá. Đây ông núi Lạng Sơn nhá. Mày run thế? Sáng ngoài đường run tay à? Chưa được chén nào là run. Đấy. Chuyên nghiệp thế. Ra đến nõ rồi đây này. Chơi cả luôn. Từ đã. Tí là tụt cả nõ này. Phải chấm chéo nữa đó. Đây đây nước chấm chấm chéo của mình nhá. ngon, có cái vị của lá cây rừng nữa rất ngon các bạn ạ. Mời anh em nhá. Nào có dịp đến Lạng Sơn mình nhờ mời ăn ốc núi. Tiếng lại ăn nữa. Ăn một con nữa rồi á. Làm một con nữa, mấy con nữa rồi.
trọng ăn đi, cậu biết ăn đi. Sợ chết à? Đây đây. Mình lúc mình khều mình phải xoáy như thế này này, ra được cái cả cái gọi là ăn. cái pịa của nó anh em ạ. Ăn như bằng tiên chứ nào. Còn lâu quay thật mồ thế nó mới chân thực lại còn có người kêu cho ăn nữa như này bao nhiêu kiểu mấy thằng Tây Bắc nó bảo giờ đẻ vào giờ lợn này thôi để tối mới ăn nó bằng tiền này tối ăn gì nữa bọn này cũng tách rồi phải không đây có các quả có cả loại này nữa là loại này ăn nước ngọt này. Loại nhất là loại ốc sên anh em nhé, đây là ốc ông muối thật sự đây này. Đây mới là ốc muối này. Ok là ốc mó. Ốc sò mó. Ốc sò mó. Ông đấy gọi là ốc mó. Đấy là ốc mó của tao. Cái đoạn đít này này là nó ăn lá rừng cho nên là rất là được thuốc này anh em này. Mình phải hưởng thụ cái đoạn đít đấy thôi. Thế lúc đấy bụng nó sôi. Ngon rồi, ok. Được rồi. Anh lâu chưa anh lâu. Đủ lắm rồi. Còn có một đoạn đây là cua à? Đây, cua núi anh em nhá. Đây là gạch cua đây. Ăn hết cả mai đi. Cái đấy từ núi. Con núi này à? Chẳng là con đổ giật đấy. Không, cái đấy mình cũng lấy được. Lấy lại được. Cá đi mua cái cục đấy. Không nhai được, cái này cứng lắm. Ăn cái canxi. Ăn cả cái vỏ này thì rất nhiều canxi. Nhưng mà mình răng mình nó bị lỗi kỹ thuật. Cho nên mình không ăn được, mình chỉ ăn cái gạch của nó thôi. Thế cắn được cả dây điện mà. Quay bú còn cắn. Cắn nghe vô nghe à. Ngọt. Ngọt thật. Ngọt. Ngọt như rót ra làm chén đó rồi.